Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện doanh môn phục quý của tác giả Vân Nghe. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. chương 81, Nguy cơ Lâm Phương phân khích nói chỗ quan trọng thì ngừng lại đưa tay sờ sờ đóa phủ dung cái bên tóc mai rồi từ tốn bưng chén trà lên uống, chở Lâm di động hỏi tới. Đóa phủ dung kia được chế tác vô cùng khéo léo, các cánh hoa không phải được làm bằng lụa tơ vàng mà là do vàng thật rát mỏng tạo thành hình lâm di từng thấy món trang sức tinh xảo này trên đầu chu phu nhân chu phu nhân đưa vật thể này tới lâm phương lại vui vẻ như chuyện cưới hỏi sắp thành tới nơi rồi xem ra chu thập cửu đã có tin tức hẳn không bao lâu nữa cả kinh thành sẽ biết thôi nhìn lâm di thong thả chọn một trái mận lên ăn lâm phương thấy hơi mất hứng chu phu nhân vừa cho người tới mời hai mẹ con ta sang phủ chơi vừa nói nàng ta vừa liếc nhìn lâm di không mời lục muội muội sao nhìn dáng vẻ tự đắc này của lâm phương xem ra chu phu nhân đã quy chuyện chu thập cửu có thể bình an trở về thành công ăn chay niệm phật của nhị thái thái điền thị rồi không thấy lâm di phối hợp bỡ đỡ mình mắt lâm phương càng trợn lớn lớn ta đang nói chuyện với muội đấy lâm di nghiêng đầu nhìn nàng ta từ tỉ nhỏ tiếng chút các trưởng bối vẫn đang nghị sự ở ngoài Lâm Phương tức đến mức muốn ném mạnh chén trà xuống đất, nếu không vì ngại trưởng bối, nàng ta đã nổi sung từ lâu rồi. Lâm Uyển thấy vậy liền đứng ra hòa giải, tứ muội còn ăn vải nữa không, nhà đầu đã bóc đầy một bát rồi kia. Cùng lúc đó, ở bên ngoài nhị lão thái thái đồng thị vừa nói ra ý tưởng của mình, có rảnh chúng ta nên tới chỗ tộc trưởng. lần này cậu gặp chuyện, trong tộc đã hỗ trợ không ít, cũng nên qua cảm ơn một tiếng. Tất nhiên Trần Doãn Viễn đồng ý. Bên ngoài nghị luận xong, buổi tụ họp nhỏ giữa các tỷ muội sau vách cũng tàn cuộc. Lâm Di vừa bước ra thì nhị lão thái thái đồng thị bỗng nghĩ tới một chuyện, liền hỏi tiêu thị, ta nghe viên gia đại nãi nãi nói, cô và Lâm Đại Thái Thái qua lại khá thân. Tiêu thị đáp, con và Lâm Đại Thái Thái quen nhau từ bé, cho nên, cũng tụ tập gặp gỡ mấy lần, đồng thị đưa một tờ thiếp cho tiêu thị xem, Lâm Thị gửi thiệp mời nhà chúng ta tới dự tiệc mừng, chỗ lão thái thái nhánh cả chắc cũng đã nhận được thiệp. Nói tới đây bà ta quay sang nhìn Lâm Di, Lâm lão phu nhân rất ít khi đứng ra tổ chức tiệc tùng, hai vợ chồng cô cậu nên chuẩn bị một chút. Tiêu Thị kho nén kinh ngạc, Trần Doãn Viễn tuy cũng vô cùng ngạc nhiên nhưng không dám biểu lộ. Hai vợ chồng chẳng nói lời nào, tất cả đều nhìn về phía Lâm Di. Đại thái thái buông miếng đào trong tay xuống đĩa, ngước lên hỏi là tiệc mừng lâm đại lang vừa đậu giải nguyên đúng không ạ à? vừa nói bà ta vừa nhếch miệng cay cú nhìn tiêu thị giữa nhiều cử nhân như vậy mà chỉ có mỗi một giải nguyên tiền đồ quả thật không biết đo sao cho đủ dòng dõi thư hương thường dựa vào khoa cử để thượng vị, cho nên rất coi trọng con cháu học hành được kết quả tốt thảo nào lâm lão phu nhân lại ra mắt mở tiệc chiêu đãi nhị lão thái thái đồng thị nói gia đình thư hương nhiều quy tắc cô cậu cẩn thận một chút thì hơn. Tiêu thị vốn đã bất an, nghe đồng thị nói vậy chán liền dịn mồ hôi lạnh. Nhị lão thái thái đồng thị ngồi xuống giường, hai mắt đại thái thái vẫn tỏ vẻ không cam tâm. Tam thúc trèo đại cang về sau chắc chắn sẽ đậu tiến sĩ, được vào hàn tất cả nói chuyện thêm một lúc rồi ai trở về phòng người nấy. Đại thái thái đỡ nhị lão thái thái đồng thị đi nghỉ ngơi, lâm ra gióng trống khua chiêng như vậy, thật sự đã để mắt tới lục nha đầu rồi sao khế nheo lại lúc lão tam trở lại cũng là được lâm đại lão gia đưa về tên lâm gia hội nào mà được trưởng bối người ta ra mặt nghị thần vậy lâm lâm viện chỉ là chuyện một sớm một chiều thôi tam thúc có con rể như thế vậy tương lai mẫu thân chúng ta không thể mặc kệ được bà ta lại nhớ tới con gái mình lục nha đầu mới bao nhiêu tuổi chứ trên nó còn hai tỷ tỷ chưa đính hôn thì sao có thể nhà lão Tam cố ý muốn đánh vào mặt chúng ta đây mà, lão Tam rõ ràng không coi mẫu thân ra gì, sao mẫu thân còn nhận được vậy? Con dâu nghe nói bên ngoài có vài nhà coi lão ra và nhị thúc như con vợ lẽ, bằng không sao lâm gia dám qua mặt mẫu thân mà. Khoảng thời gian lâm huyền ở chỗ nhánh cả ấy, không phải lão thái thái bên đó không thích lâm huyền, mà là nhị lão thái thái đồng thị từ trước đến nay luôn không thích cái miệng chi biết cầu nhau này của con dâu cả nhưng nghe tới câu cuối cũng phải nhướng mày lên mà là cái gì bấy giờ đại thái thái mới ấp úng nói tiếp lão thái thái nhánh và thường xuyên nhắc tới ưu điểm của triệu thị với lục nha đầu nói triệu thị có thanh danh tốt vãn bối trần ra nên noi theo nói gì khác nhị lão thái thái đồng thị còn có thể chịu đựng nhưng nghe nhắc tới triệu thị bà ta liền nuốt không trôi lập tức vỗ mạnh lên bàn thấp gần giường Triệu thị dùng thân phận đàn bà quá gà vào trần gia là vì trước đó tỷ tỷ à bị bỏ do không có lạc hồng đêm tân hôn. Thấy tất cả con gái trong tộc sắp phải làm ni cô cả, triệu gia mới nghĩ ra cách bắt à làm chinh phụ. Nói đến đây bà ta cười khẩy, thanh danh, nữ giới triệu gia đều là kỹ nữ mà còn muốn lập đền thờ à. Nhiều năm như vậy mà lão tam vẫn không đến trần gia nhận người thân, còn gì khác ngoài sợ bị chuyện cũ vạ lây đâu. Thanh danh cái gì? chẳng qua không có ai bóc trần vết sẹo cũ thôi. Đại thái thái vui mừng, vậy chúng ta cứ bóc đi, như thế lâm gia sẽ không thèm để ý lục nha đầu nữa. Nghe xong ý tưởng của con dâu cả, nhị lão thái thái đồng thị gạt đi ngay, chuyện đã qua lâu lắm rồi. Cô không sợ người ngoài cho rằng chúng ta vì danh phận chính thế mà bôi xấu triệu thị. À, đại thái thái ỉu xìu, thế phải làm gì bây giờ? Bây giờ phải làm gì à? nhị lão thái thái cục mắt nhìn xuống, đối phương vẫn chưa chính thức mở lời, lục nha đầu cũng chưa thật sự chuẩn bị gả đi, cuống cái gì. Lâm phương tức tối nhào vào lòng điền thị. Cùng ma ma ở bên cạnh cười nhắc, tứ tiểu thư cẩn thận chút, trong bụng thái thái có tiểu thiếu ra đấy. Lâm phương vẫn ôm chặt điền thị, mẹ có đệ đệ thì không cần con nữa rồi. Cùng ma ma cười nịnh nọt, nào có, Thái Thái biết từ tiểu thư thích ăn vải liền cho người ra tận chợ ở Tây Thành mua hẳn một sọt về, còn đang trong phòng ướp lạnh đấy. Nghe nhắc tới vải, Lâm Phương càng cáo tiết, cả sọt vải, vừa đỏ vừa to cũng bị Lâm Di cướp ăn mất rồi. Cùng mà mà tự tay giúp Lâm Phương cởi giày ra, sao lục tiểu thư lại có thể như thế, biết rõ mùa này vải còn đắt hơn vàng mà còn dám một mình ăn hết ư. Bây giờ chỉ mới là dành ăn vải, mắt Lâm Phương cong lên nó sắp được gả vào lâm ra tương lai lâm đại cang có công danh không biết nó còn phách tối tới cỡ nào nữa nhớ tới lâm chính thanh lâm phương không nhịn được lại dùng mình nếu lâm chính thanh thật sự thành thân với lâm di thế nào cũng nói cho con nhỏ đó biết chuyện nàng ta cố tình rơi xuống nước khi trước tới lúc đó nàng ta còn biết giấu mặt vào đầu nữa mẹ nói thế nào cũng không thể để lâm di gả cho lâm đại cang tiêu thị lặng lẽ gọi lâm di vào buồng trong hỏi chuyện con từng gặp lâm đại cang sao lâm di gật đầu đều là trong phòng trưởng bối gặp cùng với những người khác à? đương nhiên không thể nhắc tới chuyện lâm chính thanh nói ra nhũ danh của nàng tiêu thị mà tiêu thị thở dài lạ thật cớ gì lâm ra lại một mực muốn kết thân với nhà chúng ta nhi rốt cuộc là tại sao lâm di suy đoán có khi nào là vì lần này cha xem như lập công lớn tương lai không chừng có thể được ban thường không ạ à? lâm di vừa dứt lời thì trần doãn viễn vén rèm bước vào nhà tiêu thị tất nhiên muốn thương lượng với trượng phu vì vậy bảo lâm di về phòng nghỉ ngơi trước đến khi trong phòng không còn ai khác tiêu thị vội vàng hỏi lão gia nên làm sao bây giờ nghe nói họ mời không ít khách chúng ta lại không thể từ chối đề nghị kết thân ngay trước mặt mọi người cho dù lâm di vẫn còn nhỏ lâm đại lang cũng đâu được bao nhiêu tuổi trần doãn viễn nhíu mày người bà sai đến lâm gia có nghe ngóng được gì không? Lâm Đại lang bệnh thế nào vậy? Nghe nói là cùng con cháu trong tộc ra ngoài uống rượu, trên đường trở về bị trúng gió, cho nên vẫn luôn ở trong phòng dưỡng bệnh. Mấy ngày qua lâm gia cũng đóng cửa không tiếp khách, giờ mới đỡ hơn một chút. Tiêu thị căng thẳng phòng đoán, đừng nói là muốn cưới lâm di nhà chúng ta đế sung hỉ chứ. Trần Doãn viễn trầm ngâm không đáp, thật lâu sau mới nói ngày mai bà dẫn lâm di sang chỗ nhánh cả xem lão thái thái nhánh cả nói thế nào lâm di và quất hồng cùng ngồi theo thùa một lát đến tối mịt linh lung mới mang tin tức bên nhánh cả về lâm đại thái thái mở tiệc để mừng sinh nhật nghe nói mời không ít người quan lớn với gia đình hiền quý trong kinh cũng có mấy vị nhưng chỉ mình chúng ta là được mời hết cả nhà toàn bộ các trưởng bối đều nhận được thiệp cho dù là sinh nhật của Lâm Đại Thái Thái thì cũng đâu cần mời hết thân sơ gần xa như vậy. Lão Thái Thái nhánh cả vốn định dẫn nàng đến chào hỏi người trong tộc trong mấy ngày này, xem ra phải rời kế hoạch lại rồi. Lão Thái Thái nhánh cả bảo tiểu thư ngày mai sang đó, cùng thương lượng cẩn thận lại. Lâm Di khẽ gật đầu, cho Linh Lung và Quất Hồng tắt đèn đi nghỉ ngơi. Chuyện này không hề đơn giản. Tựa như một cây bẫy từng bước dồn con mồi vào đường cùng. Lâm Di ngẫm nghĩ, lại đứng lên gọi Linh Lung cầm đèn vào phòng. Cùng với ánh đèn càng ngày càng gần, bóng tối trong phòng dần lui đi. Trong lòng Lâm Di bỗng sinh ra một ý nghĩ kỳ quái, có khi nào nàng bị chuyện của kiếp trước ảnh hưởng nên đâm ra lo trước lo sau quá nhiều rồi không? Linh Lung, bên từ tiểu thư thế nào? Linh Lung nhớ tới liền cực kỳ khoái chí từ tiểu thư trở về thì là mình làm mấy một trận thật to, vứt hết sọt vải không thèm ăn nữa hời cho bọn nha hoàn. Lâm Phương trước giờ luôn hành xử rất chướng mắt, linh lung như vậy cũng dễ hiểu. Lâm Uyển thì không cần nói, sau khi ra khỏi chỗ của nhị lão thái thái đồng thị, Lâm Uyển luôn ở hương diệp cư với nàng, song nàng ta chẳng hề đề cập nửa chữ tới chuyện của Lâm gia, chỉ thi thoảng tỏ ra hâm mộ mà thôi. Nhìn bề ngoài thì mọi chuyện trong nhà bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Lâm Di hỏi, sau khi mọi người rời khỏi phòng nhị lão thái thái có ai ra ngoài không? Linh lung hơi giật mình, nô tỳ không hỏi chuyện này. Kiếp trước đã giúp Lâm Di hiểu qua rõ thủ đoạn của cả nhà nhị lão thái thái đồng thị, cho nên bây giờ nàng không thể không cẩn thận, sáng sớm mai em đem chăn mền trong phòng ra ngoài phơi, nhân đó hỏi thăm một chút. Bản lĩnh hỏi thăm tin tức của Linh Lung càng ngày càng lợi hại. Vì vậy hôm sau trước khi Lâm Di sang phủ nhánh cả, nàng quả nhiên đã thăm dò được. Đại lão gia từng ra ngoài à, tận khuya mới trở về. Đại lão gia Trần Doãn Ninh, Nhị lão thái thái đồng thị luôn ra mặt thương con trai thứ hai Trần Doãn Chu hơn, giờ Trần Doãn Chu còn lấy được chức thị vệ, dựa theo thái độ trước giờ, Nhị lão thái thái đồng thị có giành được tước vị cũng sẽ cho Trần Doãn Chu. Trong nhà chỉ có đại thái thái ngoài mặt không phục, Trần Doãn Ninh dường như cũng không thèm để ý nhưng nếu trần doãn ninh cũng đang âm thầm tranh giành tước vị thì sao có lẽ lâm gia không phải muốn nghị thân bọn họ muốn răng bẫy khiến nàng bị xấu mặt thì đúng hơn lâm chính thanh đang nắm chặt điểm yếu của nàng cần trước không nói ra trước mặt mọi người là bởi vì chưa đúng lúc chương 82, mươi oan gia trong mở ngắn giày và váy vừa may xong mà tiêu thị cho người mang tới linh lung chọn trong đó ra một cái áo xanh phối với váy hồng mặc cho lâm di xong xuôi lâm di bảo quật hồng đi lấy bánh táo nhẫn chua mọt và xốp giòn mà nàng dặn người làm sẵn từ tôi qua tới từ từ xếp vào đầy hộp linh lung nhỏ giọng nói tiểu thư sang chỗ chi trưởng mới giống như là về nhà lâm di dẫn hai nha đầu ra của thủy hoa để lên xe đi đến vườn hoa thì thấy lâm phương đang chơi đá cầu với bốn nha hoàn chạy tới chạy lui một chập lâm phương đã đổ mồ hôi đầm đìa từ khi nhận được thiệp mời từ chu phu nhân lâm phương liền giảm hẳn lượng cơm mỗi bữa áp dụng nhiều phương thức vận động ra mồ hôi trong vườn hoa phí tâm tự như vậy là muốn nổi bật trong buổi tiệc đổi lấy một nụ cười của người trong lòng đấy mà tiêu thị và lâm di vào phòng của lão thai thay nhánh cả tiêu thị không kịp chờ liền đề cập tới chuyện lâm gia mở tiệc chiêu đãi lâm di ở một bên cúi đầu nói không lo lắng là giả lâm gia gióng trống khua chiêng như vậy đâu thể chỉ hai ba câu nói là qua chuyện Tiểu tiêu thị tuy khờ khạo nhưng được cái là rất biết nghe lời. Lão thái thay nhánh cả cũng không đi vòng vèo. Trực tiếp hỏi tiêu thị ở ngay trước mặt lâm di luôn. Hai vợ chồng cô cậu định thế nào? Tiểu tiêu thị nhỏ giọng đáp. Nếu tâm tư phu thê lâm đại lão ra không bất chính đến vậy thì mối này thật ra không hề tệ. Dứt lời bà nhìn thoáng qua lâm di. Dù gì lâm đại lang cũng có tiền đồ quá tốt. Chỉ ít người bên ngoài đều sẽ hâm mộ bà tìm được một con rể tốt chỉ là trong mắt lão gia không dung được một hạt cát mà bà cũng sợ về sau lâm di phải chịu uất ức bao nhiêu nhà bán con gái đổi lấy lợi ích lúc còn ở phúc kiến lâm di cũng từng nghe nói nhiều vụ quan lại thẳng thừng đem thư nữ trong nhà gà cho con cháu thương gia đổi lấy sinh lễ giá trị để đốt lót kết nối quan hệ cho con đường thăng chức về sau đa số các gia đình lớn đều có chung nhận thức rằng đây chính là công dụng của việc sinh con gái bọn họ khổ sở nuôi con gái lớn đầu phải để bị lỗ vốn cha nàng luôn vô cùng khinh thường loại hành vi này và không so đo thiệt hơn cũng là ưu điểm của tiểu tiêu thị từ đó đến giờ bà luôn cẩn thận chăm sóc huynh muội nàng bọn họ thật may mắn khi có cha mẹ như vậy lão thái thái lần phật châu trầm ngâm nói tạm thời đừng manh động ta sẽ nghĩ cách tiêu thị nghe vậy thì thở ra lão thái thái nhánh cả nói vậy tức là đã có biện pháp đối phó Bà ngồi thêm một lát rồi trở về phủ nhánh thứ hai. Lâm Di đỡ lão thái thai nhánh cả vào buồng trong. Lão thái thai nhánh cả uống một hớp trà rồi ngừng đầu lên, nghiêm mặt nhìn Lâm Di, lục nha đầu, nói thật đi, cháu bị Lâm gia bắt thóp cái gì vậy? Lão thái thai nhánh cả luôn dùng về mặt ôn hòa với nàng, chưa bao giờ nghiêm khắc như vậy cả. Bây giờ chỉ mới là suy đoán rằng nàng bị bọn họ bắt thóp, nếu bà hay chuyện Lâm chính thanh biết được nhũ danh của nàng không rõ bà sẽ tin tưởng nàng hay là sẽ thất vọng với nàng nữa. Nàng nên nói thế nào đây? Lâm Di cúi đầu kể, lần trước chúng ta đến viên gia, cháu gái gặp phải Lâm Đại Gia trong vườn, Lâm Đại Gia bỗng gọi to nhũ danh của cháu, bắt cháu giải thích vì sao luôn tránh mặt hắn, còn uy hiếp rằng hắn biết cả ngày sinh tháng đề của cháu, ngày nào đó sẽ nói ra trước mặt mọi người, khiến cháu không thể gả đi được nữa. Lão thái thái nhánh cả kinh ngạc xiết Lâm Di vội vàng chạy tới vỗ nhẹ sau lưng bà, sắc mặt bà từ tái nhợt thoát cây đã đỏ hồng, trên trán dịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Sức khỏe lão thái thái nhánh cả vốn không tốt, điều Lâm Di sợ chính là bà bị lửa giận công tâm. Bạch ma ma nghe tiếng liền cuống cuồng muốn đi lấy thuốc. Lão thái thái nói không ra lời xong vẫn khua tay ngắn bạch ma ma lại, hồi lâu sau hô hấp của bà mới bình ổn lại, lui xuống đi ta vẫn chưa chết được. Bà thật sự không thể ngờ Lâm Đại Lang trong đường đường mà lại có thể làm ra chuyện như thế. Ấn đường của Lục Nha đầu trao chặt, vành mắt thâm quầng. Lão thay thay nhánh cả biết tính cách của Lâm Di, chuyện nhỏ chưa bao giờ làm khó được nàng. Nếu là đôi bên có tình thì con bé tuyệt đối sẽ không có vẻ mặt thế này. Lão thay thay nhánh cả nhẹ thở ra hít vào một hơi, nhắm mắt lại, tại sao không nói cho ta biết sớm, từ hôm đó đến giờ đã bao lâu rồi cháu tưởng rằng vì trước đó bị chúng ta từ chối hắn tức giận mới cố tình nói lung tung nhằm hạ nhục cháu không để ý thì một thời gian sẽ qua chuyện thôi sau đó nghe nói hắn thi đấu giải nguyên nhất định có rất nhiều mối tốt đang chờ chắc sẽ không lại tới uy hiếp cháu về sau cẩn thận đề phòng một chút là được tới giờ cháu vẫn không hiểu làm sao hắn lại biết được nhũ danh của cháu cho nên cháu không dám tùy tiện cho trưởng bối biết đây là lời thật lòng nàng biết lâm chính thanh sẽ không chịu bỏ qua sớm muộn gì cũng có màn này nhưng thật sự không biết nên mở lời thế nào lâm di trịnh trọng nói tiếp cháu thả quy y cửa phật chứ không muốn gả cho kẻ như thế hơn nữa cháu luôn cảm thấy lâm gia không thật sự có ý định nghị thân bằng không sao lại mời nhiều khách như vậy lão thái thái nhánh cả thở dài vậy cháu tính làm sao? Kháng cự đến cái chết lưới rách, mặc cho mình mất thanh danh, lâm gì tựa đầu vào người lão thai thai nhánh cả, cháu đâu có mốc vậy. Bọn họ muốn hại cháu thì cháu phải cúi đầu đón nhận hay sao? Mạng sống là của chính mình, cùng bọn họ cá chết lưới rách quá uổng phí. Xong muốn thoát thân cũng không dễ như nói ngoài miệng. Lâm gì mệt mỏi nói, nhưng nếu lâm ra đường hoàng ra mặt cầu hôn, nhà chúng ta cũng chỉ có thể nhận lời lão thái thái nhánh cả trầm ngâm, tương lại phải đối mặt với cha mẹ chồng và phu quân có phẩm hạnh bất chính như vậy. Lâm Di tiếp lời, may mà chúng ta đã biết người biết ta, cũng dễ đề phòng hơn. Dứt lời nàng nâng chén trà lên cho lão thái thái nhánh cả. Lão thái thái nhánh cả nhìn Lâm Di tinh nghịch le lưỡi thì không nhịn được mà bật cười, con bé này, dám giả vờ lừa cả ta cơ à? Lâm Di nói đỡ như vậy là vì không muốn bà mãi tức giận rồi hại thân lão thầy thay nhánh cả bảo hôm qua ta nghĩ rồi lâm gia đã có ý kết thân không bằng chúng ta sớm hơn một bước nghị thân với tề gia bá tổ mẫu vừa ý tề gia nhưng tề gia mắt nhìn cao sẽ không chấp nhận để mình bị liên lụy bởi những lời đồn thất thiệt lúc này bọn họ sẽ không đồng ý đâu tề gia nghe quy tắc lâm di đã nghĩ thấu điểm này từ lâu rồi lão thầy thay nhánh cả gật đầu bà cũng lo vấn đề này tề gia cái gì cũng tốt nhưng lại bo bo giữ mình quá mức chắc chắn sẽ có cách thôi lâm di cởi giày lên giường xoa bóp eo cho lão thái thái nhánh cả kiếp trước nàng bị lâm gia ức hiếp thời gian dài như vậy giờ cũng tới lúc phản kháng khiến lâm gia nếm thử ngọt bùi cay đắng nàng từng trải qua rồi lão thái thái nhánh cả nhắm hở mắt đã nghĩ ra được gì sao còn không mau nói lâm di cúi thấp mặt cháu cũng chỉ mới nghĩ tới nếu không trải qua kiếp trước thì nàng đã chẳng nhớ ra kiếp trước lúc thành hôn lục ma ma từng hầu hạ bên người mẹ đẻ nàng chủ động tìm tới nói muốn theo nàng gà vào lâm gia để chăm sóc nàng tiêu thị nghe vị ma ma kia nói rằng cưới gà có thể giúp giải xuôi thì liền đồng ý với lâm gia gà nàng sớm hơn thời hạn nửa năm lúc ấy nàng đã biết lục ma ma chỉ muốn trục lợi từ chỗ nàng thôi bằng không trước đây lúc mẹ đẻ nàng qua đời cả nhà nàng phải đến phúc ninh bà ta đã chẳng khóc lóc xin được ở lại trong kinh nề mặt tiêu thị. Nàng vốn định thành hôn rồi sẽ tìm cơ hội xử lý lục ma ma sau. Ai ngờ vừa vào cửa lâm gia bà ta liền nghe theo mọi sắp xếp của lâm gia. Ngày nàng bị thiêu chết, bà ta còn ngoan ngoãn dẫn tất cả nha hoàn trong phòng đi uống rượu. Nhũ danh của cháu là do mẫu thân đặt trước khi bà lâm chung, ma ma bên cạnh mẫu thân tất nhiên sẽ biết. Mắt lão thái thái nhánh cả lập tức sáng lên, cháu muốn nói. Ngột kép. Lâm Di tiếp lời, trước khi đi Phúc Ninh, nhà cháu đã thả lục ma ma kia về nhà. Lâm già muốn giới nước bẩn lên người nàng, nàng sẽ kính cần trả lại cho bằng hết. Tốt lắm, lão thay thay nhánh cả vén gọn tóc mai Lâm Di lại, ta sẽ giúp cháu diễn cho tròn màn kịch này. Không chỉ là để vượt qua ải này, nàng còn muốn khiến Lâm gia từ bỏ ý nghĩ lợi dụng hai cha con nàng kiếp trước nàng ngăn trở nhân duyên của Lâm Trinh Thanh và vị tiểu thư nào đó của Trần Thị, đời này nàng phải tránh thật xa, giúp Lâm Chính Thanh sớm được ở cùng vị trấn tiểu thư hắn luôn ngưỡng mộ. Lão thái thái nhánh cả cẩn thận cân nhắc lại từ đầu đến đuôi rồi sai Bạch Mama đi hỏi thăm tung tích của Lục Mama. Ăn bữa trưa xong, bà đuổi Lâm Di đã không mở nổi mắt đi, mau đi ngủ nào. Lâm Di vui sướng chạy về phòng nghỉ, vừa nhắm mắt liền ngủ một mạch đến giờ cơm tối món chính trong bữa tối là cá chiên phủ sốt mà nàng thích nhất yến xào chưng mật ong tráng miệng vẫn là ở chỗ nhánh cả thoải mái nhất lão thái thái nhánh cả nhìn vẻ mặt thỏa mãn của lâm di khóe môi không tự chủ hơi nhếch lên ăn cơm xong hai bà cháu ngồi nói chuyện với nhau trịnh thất tiểu thư có viết thư có cháu không lâm di lắc đầu sau khi huệ hòa quận chúa bị bệnh trịnh thất tiểu thư ít thư từ qua lại hơn hẳn có nghe được tin tức gì của Khang Quận Vương không? Lâm Di kể lại, nghe Lâm Phương nói giờ nửa cầu, có vẻ như Khang Quận Vương không sao rồi. Người này không đơn giản, muốn tổ khổ giúp binh sĩ Phúc Kiến đây mà. Lão Thái thái nhánh cả từ tốn nâng chén trà lên uống. Tổ khổ giúp quan binh Phúc Kiến, chẳng phải là đi điều tra quân lương ở Phúc Kiến ư? Sao lại trở thành mặt nói thay Phúc Kiến rồi? phải biết rằng tuy quan phủ phúc kiến cắt xén quân lương nhưng số binh sĩ đóng ở đó đông hơn các nơi khác rất nhiều họ mà bị giật dây vùng lên thì chính là chuyện lớn đấy lão thay thay nhánh cả giải thích khang quận vương nói với binh sĩ phúc kiến rằng thăm ô bạc là tỉnh khác đang hỏi thăm xem triều đình có biết chuyện này không khang quận vương muốn nhiễu loạn lòng binh sĩ lão thay thay nói tiếp còn hỏi triều đình cái gì phúc kiến không có quan do triều đình phải xuống triều đình biết được mới hay quan quân phúc kiến cứ thế bị giấu diếm trước khi phản kháng triều đình nhất định sẽ tìm cách làm rõ mọi chuyện một mình ở phúc kiến lèo lái các bên đâu phải ai cũng có dũng khí như vậy đừng nói tôn thân cho dù là trọng thần đương triều cũng chẳng bao nhiêu người có thể làm được lão thái thái nói rất đúng lâm di bóc vỏ hạt bí cho vào miệng kẻ chưa bao giờ thôi tính toán người khác luôn giỏi lợi dụng lòng người nhất ở gần anh ta lâu dài thì không chừng ngày nào đó cũng biến thành con cờ của anh ta luôn. Bản cờ của anh ta quá lớn, số quân cờ phải hy sinh thật sự quá nhiều. Một tướng thành công phải đổi bằng vạn bộ xương trắng. Ai cũng muốn làm tướng quân thì ai làm xương trắng đây. Đêm xuống, Lâm Di chuẩn bị lên giường ngủ sớm. Linh Lung cầm gối thơm tới, cười tới ngoác miệng. Tiểu thư nhồi hoa vào gối như vậy, chạm một cái là thơm nước phòng toàn bộ gối chăn trong giường đều thơm lây. Quất hồng cầm đèn sừng dê đến, cười bảo, đừng ở đó cười mãi, không thấy tiểu thư buồn ngủ lắm rồi ư. Nằm trên giường êm, lâm di thoải mái thở hắt một hơi, đây là giường mới lão thái thái cố tình sai người làm cho nàng. Chắc biết tướng ngủ của nàng xấu nên bà đã cho làm giường rộng hơn nhiều, nằm rất thích. Linh lung vừa định mang đèn xuống thì quất hồng ra ngoài đổ nước lại quay vào, tiểu thư tam lão ra tới à? Lâm Di lập tức ngồi dậy, đã trễ thế này sao cha còn đến chỗ nhánh cả? Nàng để linh lung giúp mình thay y phục tử tế, sau đó cầm đèn đi tới phòng lão thái thái nhánh cả. Bạch ma ma ngăn ở cửa, chỉ để một mình nàng vào phòng. Vén rẻm lên, Lâm Di liền thấy trong phòng có một người trùm kín từ đầu đến chân. Đây là ai? Cha dẫn ai đến vậy? Không ngờ trong phòng còn có người khác. Lâm Di còn đang cân nhắc có nên lui ra hay không thì người kia chợt quay đầu lại, cầm khăn tay che miệng hắt hơi một cái. Lâm Di bỗng nghĩ đến một câu trong Tây Kinh Tạp Ký, Đô ủy Đông Hải lên đài hiến một nhành hoa hạnh sen lẫn năm sáu màu, mời tiên nhân ăn. Tóc mai đen như mực của người nọ buông lòng, sắc mặt hơi đỏ như đang bị sốt, ánh mắt trong trèo, trường bào xanh sẫm, đúng là một đóa hoa hạnh trắng không da trắng, đỏ không da đỏ như câu văn trên chẳng phải Chu Thập Cửu đang đứng trên đám mây ngũ sắc vung tay áo hô phong hoán vũ ư? Sao lại trùm trăm mùi trên ghế nhà nàng thế này? Lâm gì tiến lên, đoan chính hành lễ với Chu Thập Cửu. Chất giọng êm tải của Chu Thập Cửu đã không còn, thay vào đó là âm mũi vô cùng nặng, đứng lên đi. Bị người này tính kế lâu như vậy, cha nàng thậm chí còn vì vậy mà phải chịu cầm tù trong lao ngục, rốt cuộc có một ngày nhìn thấy đối phương chật vật thế này. Lâm Di khó nén khỏi cảm giác khoan khoái trong lòng. Với Chu Thập Cửu, đây là lần đầu tiên chàng nhìn thấy khóe môi Trần Lục tiểu thư hơi nhếch lên, vậy nên hiếm khi tỏ ra khoái chí như vậy. Thật sự chẳng có tí liên quan gì với vị Trần Lục tiểu thư quỳ xuống trước mặt thấm nương của chàng khóc lóc kêu oan trong lời thuộc hạ báo lại cả. Chàng vừa xảy ra chuyện, là cô nhóc này liên phủi sạch quan hệ ngay song suy nghĩ thật lòng nhất đó của cô nhóc cũng chỉ hiện lên trên mặt trong nháy mắt mà thôi. Chu thập cửu không nhìn Lâm Di nữa, trên đường hồi kinh ta có thấy đông hiệp lĩnh đồng trường mậu. Hiệp lĩnh là chức tướng tam phẩm đóng quân ở các tỉnh ngoài, vị trí dưới phó đô thống, đô thống là chức quan võ cao nhất thời này. Đồng trường mậu, lão thái thay nhánh cả nhìn về phía Trần Doãn Viễn, cứu cứu cậu vào kinh. Trần Doãn Viễn thoáng giật mình, chuyện này. Đâu có đâu nhỉ? Đầu thấy cựu cựu ghé nhà. Đồng trường mẫu, đệ đệ của nhị lão thái thái đồng thú, nhậm chức hiệp linh luôn ở ngoài kinh mà, sao lại đột nhiên vào trong kinh? Có lẽ là dân mật chiếu cho nên mới không liên lạc lui tới với người nhà trong kinh. Chu thập cửu ho khan hai tiếng. Lão thái thái nhánh cả vội vàng nói, quận vương ra đi nghỉ ngơi trước đi, ta sẽ sai người mời tang trung đến ngay. Chu thập cửu mỉm cười, không khách khi nhìn về phía Lâm Di, nghe nói Trần Lục tiểu thư bái nhân ngữ Thu làm thầy, ta và đại cang nhà họ Nhân là bạn nên cũng được biết y thuật của Nhân ngữ Thu rất tốt. Chuyện ta hồi kinh không người nào khác biệt cả, vì vậy đúng mời tang chung, để Trần Lục tiểu thư kê đơn cho người đi sắc thuốc là được rồi. Đây là mệnh lệnh, ngay cả quyền cự tuyệt nàng cũng không có. Lâm Di vừa định mở miệng, Trần Doãn Viễn đã nói, "Tiểu nữ chỉ biết kê đơn cho vài bệnh vặt." chỉ sợ sẽ khiến bệnh tình của quận vương gia kéo dài mãi không khỏi. Chu thập cửu không nhanh không chậm từ chối nhà ý của Trần Doãn Viễn, chỉ là mắc mưa, không có gì đáng ngại, chuyện ở Phúc Kiến quan trọng hơn. Hai mắt chàng người sáng khi nói những câu này. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. Chương 83, thuốc. Linh Lung đi mài mực Lâm Di ngồi lên giường với tay châm trà cho lão thái thái chi trường, bá tổ mẫu, Khang quận Vương Định ở lại nhà chúng ta sao? Lão Thái Thái chi trưởng gật đầu, việc Khang quận Vương hồi kinh không thể để người ngoài biết. Đề phòng tin tức bị lộ nên cha cháu chỉ có thể nhân đêm tối đưa ngài ấy vào nhà chúng ta, nghỉ ngơi lại sức trong lúc chờ chuyện ở Phúc Kiến được giải quyết ồn thỏa. Chu thập cửu chắc hẳn có không ít cơ nghiệp trong kinh, chẳng lẽ đường đường một quận vương gia mà cả một cái thôn trang cũng không có chưa kể hội hòa quận chúa cũng có thể chăm sóc anh ta tử tế sao anh ta phải khăng khăng tới trần gia chứ bá tổ mẫu lâm di cắm một miếng mút lê đưa cho lão thái thai nhánh cả cháu gái cảm thấy để ngày ấy ở nhà chúng ta không ổn lắm vừa nói nàng vừa liếc nhìn ra ngoài chỉ sợ để nhánh thứ hai biết được ngộ nhỡ làm hỏng đại sự của quận vương gia chẳng phải chúng ta sẽ trở thành tội đồ đầu tiên sao lão thái thai nhánh cả hơi nheo mắt Thính Lan đã cho người ra ngoài xem xét rồi, bây giờ là ban đêm, cha cháu âm thầm dẫn người vào phủ, Quận vương gia lại trùng kín từ đầu đến chân, hẳn là không có gì đáng ngại. Chỉ sợ sắp xếp cho Quận vương gia ở trong thiên viện của khu Tây thì hơi xuề xòa quá thôi. Nói tới đây bà lại liếc nhìn Lâm Di, thế này có lợi cho cha cháu, khi chuyện ở Phúc Kiến thành, cha cháu sẽ không thiếu một phần công lao. Cháu không nghe thấy quận vương gia vừa nói đệ đệ của Đồng thị vừa vào kinh ngà. Nhà mẹ của Đồng thị chính là kên kền từ trước đến nay chưa bao giờ buông tha cơ hội trục lợi, chúng ta mà không tranh thì e rằng sẽ bị nhà họ Đồng ăn tươi thôi. Chu thập cửu chính là như vậy, vừa mở miệng liền có thể cắn ngay mạch chính của người khác. Biết rõ nhà họ luôn đề phòng gia tộc Đồng thị nên cố tình nhắc tới Đồng Trường Mậu. Hiện giờ cả lão thái thái nhánh cả cũng vô cùng cảm kích Chu thập cửu cháu mau viết đơn thuốc rồi cho người đi xác đi. Bấy giờ Lâm Di mới vào phòng vung bút viết một đơn thuốc giải cảm, hoác hương, hoa cúc, liên kiều, địa hoàng, dễ bản lam, địa cốt bì. Đơn thuốc làm ấm người thải gió độc này cả phụ nữ và trẻ em đều dùng được. Nàng vừa viết xong thì Tuyết Hòa có trách nhiệm hầu hạ khang quận vương Tây báo, khách ho khan hơi nhiều, lão gia bảo nô tỳ cầm một ít mứt lê sang đó. Đó là một nàng làm cho lão thái thái nhánh cả bỏ không ít đường phèn và mật ong một tên đàn ông lớn xác mà ăn mốt lê cái gì lâm di ngẩng đầu lên mất lê không có tác dụng trong trường hợp này đâu linh lung thấy tiểu thư nhà mình ban đầu hờ hững giờ lại bỗng nhiên quan tâm không rõ vì sao mà chợt lạnh sống lưng trong bếp còn phổi heo chứ phổi heo tuyết hòa và linh lung đều hơi giật mình phổi heo thì có nhưng đó là mua cho mèo hoang trong phủ ăn mà Tuyết Hòa nói, sáng hôm nay Ngô Tam Nương có mua một túi à? Ngô Tam Nương vốn dễ mùi lòng, thường chăm chút cho động vật lang thang chạy vào phủ. Nguyên liệu chữa bệnh tốt đây rồi. Trong nhà còn ít nam hạnh với dễ hạnh nhân đúng không? Nấu một bát canh phổi heo, cho nam hạnh, dễ hạnh nhân và gừng vào rồi mang sang cho quận vương ra. Dễ hạnh nhân vị đẳng, phải ngâm vài ngày mới có thể muối với dưa. Bình thường hạ nhân cũng không ăn được hơn hai miếng, Bây giờ lấy cho khách ăn. Chuyện này, Tuyết Hòa lộ vẻ khó xử. Phổi heo nấu cùng với nam hạnh vị chua và dễ hạnh nhân vị đắng, mùi vị thế nào không cần đoán cũng biết. Đây là phương thuốc chỉ họ rất tốt, nấu xong bảo khách uống một hơi khi còn nóng, sau đó lên giường đắp chăn kín, đổ mồ hôi thì sẽ khỏe ngay. Tuyết Hòa vẫn bần thần đứng đó. Lâm Di Mim cười, người Phúc Kiến nghe bị họ đều dùng món này rất hiệu quả thuốc đắng giã tật mà. Nhìn nụ cười hiền lành của lục tiểu thư, tuyết hòa khẽ thở ra, cười nói, lục tiểu thư nói nô tỳ mới tin. Chứ người khác nói thì nô tỳ không dám đi làm đông. Chờ tuyết hòa đi khỏi, linh lung mới lặng lẽ hỏi, tiểu thư, chúng ta có từng uống canh phổi heo chị ho sao à? Đồ vừa tanh vừa thối như vậy, ai mà nuốt nổi chứ? Lâm Di cầm đơn thuốc trên tay thổi cho khô mực, chuyện này chỉ có thể đến hỏi Chu Thập Cửu thôi. Kiếp trước cha xảy ra chuyện, nàng hết lần này đến lần khác sai người cầu kiến Chu Thập Cửu, nhưng của nhà Chu Thập Cửu không hề hé mở lần nào. Bây giờ anh ta tự mình tìm tới cửa, nàng đương nhiên phải khoản đãi nồng hậu rồi. Nhìn chén canh có mùi vị quái lạ được đưa tới, Trần Hán bên cạnh khang quận vương nhíu mày, đây là cái gì? Vốn định giả lơ cho qua ải, giờ lại bị hỏi đích danh, Tuyết hòa đành phải nhắm mắt trả lời là canh phổi heo à mặt Trần Hán liền tối sầm không dám tin nhìn tuyết hòa phủ các ngươi ăn phổi heo ai ăn phổi heo chứ nhưng mà Tuyết hòa vội vàng giải thích dược thiện là dược thiện à Chỉ khi nào bệnh mới ăn bình thường thì không Lục tiểu thư có nói ăn xong ra được mối hôi sẽ khỏe liền ngài cứ yên tâm dùng à người trước mắt không hề động đầy Tuyết Hòa đành phải nói tiếp, bánh nhân tạo chua và mất lê mà lão thái thái nhà bọn nô tỳ ngày thường dùng cũng đều do lục tiểu thư dặn dò bọn nô tỳ làm. Lão thái thái ăn chúng một thời gian thì khỏe hơn rất nhiều. Tiểu thư nhà nô tỳ là đệ tử của một nữ tiên sinh nổi tiếng, nghe nói quý khách cũng biết danh. Bằng không sao lại nhờ tiểu thư kê đơn thuốc chứ. Nghe thấy một tiếng ho khan ra hiệu, khóe miệng của Trần Hán co giật một cái, bước tới nhận lấy chén canh rồi bảo tiểu nha hoàn lui ra tuyết hòa và tuyết lê không nói nhiều lui ra phòng nhỏ trông chừng phòng nhỏ kiến trúc trung hoa cổ các phòng lớn thường có phòng nhỏ dính liền cho người hầu ở trần hán bưng chén canh đi tới trước người nằm đắp chăn trên giường quận vương ra hay để tiểu nhân nếm thử trước ngộp kép đôi mắt đen thăm thẳm chậm rãi mở ra vẻ mệt mỏi hằn rõ trên mặt có thể làm bánh nhân tạo chua, mất lê rồi nước ô mai mùi hoa quế, đến lượt chàng liền làm canh phổi heo, trần lục tiểu thư hậu đãi chàng thật. Ra, thứ này, có ăn được không ạ? À? Khách tùy theo chủ, nhìn thấy Khang Quận Vương gật đầu, Trần Hán múc một muỗng đưa tới bên miệng Khang Quận Vương. Muối cũng không nêm, thật sự rất khó uống. Chu thập cửu hơi nhíu hàng lông mày tuấn tú, nhưng hình như hạnh nhân và gừng quả thật có thể giúp trừ lạnh khỏi họ chàng bừng chén uống một hơi cạn sạch. Qua chuyện này chàng mới biết được thế nào gọi là nước canh vào bụng rồi vẫn có thể liên tục trào ngược lên cổ họng. Sau một lúc trùng kín chăn, Chu thập cửu dần dần giãn chân mày, nhàn nhạt gọi, Trần Hán. Người đứng ngoài hiên lập tức bước vào đáp, ra. Đi cảm ơn Trần Lục tiểu thư, nhất định phải đứng dưới hiên, chính nghiệm cảm ơn xong mới được về. Dạ, Trần Hán đáp xong liền đi ngay. Thấy Lâm Di vất vả, lão thai thai nhánh cả cố ý dặn nha hoàn nấu một chén canh ngọt đưa tới cho nàng. Lâm Di uống canh xong, bụng ấm áp nên lên giường chuẩn bị đi thăm Chu Công, nhưng mới đi được nửa đường thì Linh Lung lại vào báo, khang quận vương cho người tới cảm ơn tiểu thư à. Giấc ngủ bị quấy dày, Lâm Di bực bội nói, bảo hắn trở về đi, cứ nói ta biết rồi. Linh Lung nuốt nước bọt, hắn nói nhất định phải ở dưới hiện chính miệng cảm ơn tiểu thư à. Cố ý, biết nàng ngủ rồi mà còn ra lệnh như vậy. Mặc kệ hắn, sao có thể mặc kệ được? Một tên đàn ông to con mặt lạnh đứng chỉnh hình ngoài viện, nghĩ tới liền thấy giận người, cứ vậy thì đêm nay đừng hỏng ai ngủ được. Linh lung ngẫm nghĩ một thoáng rồi thử ướm lời, tiểu thư, hắn đứng đó mãi liệu có bị người ta phát hiện không à? Nhánh cả đã đồng ý tiếp đãi khang quận vương thì phải chịu trách nhiệm giữ bí mật, đương nhiên không thể ồn ào để mọi người đều biết rồi. Lâm Di bất lực bảo, bảo hắn vào trong sân đi. Chỉ chốc lát sau liền có giọng nam trầm ngoài sân vọng vào, ra chúng tôi đã uống hết canh, đa tạ lục tiểu thư khoản đãi. Ra chúng tôi nói, đã vào Trần Gia thì phải theo quy tắc của Trần Gia. Lời này, rõ ràng là có ý truyền đạt gì đó, nhưng lại chỉ nói nửa chừng. Sáng sớm hôm sau, lão thái thay nhánh cả bảo thính tuyết đi nấu cháo gà xé sợi thập cầm, Lâm Di mới nhớ tới số gà xé sợi nàng giữ lạnh trong nước suối để hiểu kính lão thái thái nhánh cả. Lần này thì hay rồi, hời cho khách quý. Cơm nước xong, hai bà cháu ở trong phòng nói chuyện. Qua giữa trưa, người được lão thái thái nhánh cả phải ra ngoài trở về bẩm báo, hỏi thăm xung quanh cũng không có tin cứu lão gia vào kinh à. Quan tam phẩm bên ngoài vào kinh mà không được hoàng thượng truyền triệu chính là tội chết. Cữu lão gia đã 40 tuổi, sẽ không làm loại chuyện nguy hiểm này. Vậy có nghĩa là được truyền vào kinh. Lâm Di nhớ đến một sự kiện, khuya hôm trước, đại bá phụ tùng một mình ra ngoài, chẳng rõ có liên quan gì đến chuyện này không. Nghe đến Trần Doãn Ninh, lão thái thái hơi nhướng mày, người đồng gia đương nhiên thích đại bá phụ cháu. Bà vỗ vai Lâm Di, nói, lúc nhị lão thái thái đồng thị và tổ phụ của cháu còn ở thiểm xuyên, lo xa ngộ nhỡ không thể trở về kinh thì tương lai cũng chỉ có thể dựa vào gia tộc họ đồng. Cho nên đồng thị đã quyết định tìm vợ cho đại bá cháu trong số họ hàng cùng tốc từ sớm. Về sau đồng thị quay lại kinh, nhìn thấy khuê tủ trong kinh liền hoa mắt, muốn tìm cho đại bá cháu một mối tốt hon. Trong suy nghĩ của đồng thị, bên kia dù gì cũng là nhà mẹ đẻ, xương có gãy thì cũng còn gân dính liền, không cần hôn nhân kết nối, mấy mẹ con bà ta ở kinh thành lại không có chỗ nương tựa nếu có thể tìm được một nhà thông giá tốt thì có lợi cho đại bá cháu hơn bà cười khẽ nhưng dẫu gì cũng là người một nhà đương nhiên hiểu rất rõ tâm tư của đối phương gia tộc họ đồng ngay cả đánh tiếng cũng không buồn cử thể đưa luôn đứa con gái còn chưa cập kê của mình vào kinh theo cách bọn họ nói thì nói thế nào cháu gái con anh chị vẫn thân hơn đại bá mẫu của cháu có thể vừa làm dâu vừa làm con gái của đồng thị trước tiên phụng dưỡng đứng thị hai năm rồi thành thân với đại bá cháu cũng được đồng thị không còn cách nào khác nên đành giữ cháu gái lại cho rằng qua hai năm nữa có thể tìm một mối tốt cho cháu gái sau khi gả cháu gái cho vọng tộc rồi tính tới chuyện hôn nhân cho đại bà cháu cũng còn kịp kết quả ai ngờ đại bá cháu lại là người si tình xem đại bá mẫu cháu như vị hôn thê chính thức mà đối đãi cả hai còn đi quá giới hạn, thể là đồng thị đành cắn răng làm lễ cưới cho bọn họ. Nhớ đến nụ cười cứng ngắc trên mặt đứng thị hôm Trần Doãn Ninh thành thân năm đó, lão thái thái nhánh cả liền cảm thấy sảng khoái. Lâm Di nói, cho nên gia tộc họ đồng mới thích cả nhà đại bá. Đã gả con gái sang thì không thể lãng phí mối quan hệ này, gia tộc họ đống đương nhiên muốn đại bá phụ nhận tước, chứ không phải nhị bá phụ đời trước tận khi chết nàng vẫn không biết đến cùng là vị bá phụ nào được nhận tước. chẳng lẽ nhị bá phụ và Điền thị đều tính nhầm sao? nếu thật là vậy thì cha con Lâm Huyền đúng là quá giống nhau. bình thường tâm ngâm tâm ngâm mà đâm chết voi. ngẫm theo hướng này Lâm Chính Thanh muốn cưới Lâm Huyền cũng là chuyện hợp tình hợp lý. dứt lời Lâm Di Tháp tùng lão thay thay nhánh cả vào vườn hoa tàn bổ nhưng thật ra là thăm vị khách đang ngủ tại viện phía tây Phu. Vị khách kia nghỉ ngơi một đêm xong tinh thần liền sảng khoái trở lại. Hàng may anh Tuấn hơi nhướng lên khi nhìn thấy hai bà cháu Lâm Di. Sau đó quay sang nhìn quan phục trên bàn, bị rách lúc ở Phúc Ninh. Ta vẫn đang không biết làm sao vá lại đây. Lâm Di cục mắt xuống vờ như không nghe thấy. Hình thiêu mãng xả bốn chân bị thiếu một chân thì sao nào? Cũng đâu chứng tỏ anh ta gian khổ thế nào mới trở về được từ cõi chết. Nghĩ tới đây Lâm Di ngẩng đầu lên, cười nhẹ tay nghề may vá của bạch thược tỷ tỷ khá lắm, hay là để tỷ ấy xem thử có thể vá lại không? Chu thập cửu dường như đã sớm đoán được nàng sẽ nói vậy, đôi mắt đen kịt cố tình nhìn xuống, ra chiều suy ngẫm, để nhiều người biết không tốt lắm. Lâm gì cũng đã sớm chuẩn bị cách đối đáp, liền gọi linh lung đền, nhà hoàn của tôi cũng biết. Quận vương gia không ngại thì có thể đưa nó cho Linh Lung, Linh Lung vá xong sẽ mang trả cho quận vương gia đang địa bàn của nàng thì phải nghe theo sự sắp xếp của nàng. Bảo nàng váy phục cho chu thập cửu à, không có cửa đầu, mất công về sau lại có kẻ cho rằng nàng muốn thấy người sang bắt quàng làm họ. Lão thái thai nhánh cả lên tiếng, nhà đầu tay nghề vụng, mong rằng quận vương ra không chê. Nào có, chu thập cửu dường như nghĩ tới điều gì, mỉm cười bảo, bộ quân phục này bị hỏng vì rơi xuống sông, tìm được nó không dễ vá lại được năm sáu phần là tốt lắm rồi. Hàng mày hơi nhướng khiến khuôn mặt Chu Thập Cửu non sáng ngời như vầng trăng trong đêm tối, xong cũng như băng tuyết sắp tan ở đầu cành, vừa ấm vừa lạnh. Mới đó mà đã tới ngày Lâm ra mở tiệc. Khoảng thời gian qua tình hình ở Phúc Kiến vô cùng căng thẳng, không khí trong kinh cũng khiến người ta hít thở không thông. Cho nên khi nghe nói mẫu thân nhà vị đoạt giải nguyên tổ chức tiệc mừng sinh nhật, tất cả mọi người đều cố gắng tham dự nhân đó giải tỏa bớt căng thẳng. Lão thay thay nhánh cả vừa đến cửa liền nhìn thấy danh sách khách hứa dài thượt, tên của các tiểu thư chưa xuất giá chiếm một nửa. Bên trong tâm phủ càng khỏi phải nói, oanh oanh yến yến tụ tập, quần là áo lụa, xuân sắc tràn đầy, ở đâu cũng có thể xuôi gió xuôi nước tìm được một mối nhân duyên. Lâm Phương hôm nay ăn mặc trang điểm cực kỳ lộng lẫy, đỉnh đầu cài châm hoa hình mẫu đơn vàng thật to. Nhụy hoa là một viên ngọc thạch cỡ lớn, dùng chuỗi ngọc làm tua rua buông rủ, may mà cô nàng ta đủ cứng, bằng không chắc bị đè gãy rồi. Lâm Uyển thì mặc váy lụa màu xanh nhạt viền lông cừu, nhìn từ xa trông mong manh như sương khói, trên mặt thoa ít phấn, non tươi tắn hơn ngày thường mấy phần. Lâm Di vẫn ăn mặc như bình thường, chỉ là bên cạnh có thêm lục bà tử biết ăn nói tháp tung. Ba người vây quanh trưởng bối cùng tiến vào Lâm gia phủ nhà họ lâm dùng đá xanh xây cổng và tường trên mặt tường và công không có hình vẽ cát tường mà viết đầy tên của con cháu trong nhà lâm đại thái thái cầm quạt tươi cười chỉ một phiến đá bên phải đây là chưa cho thanh ca đấy vị phu nhân bên cạnh cười nói đại lang bây giờ là người đứng đầu bảng quế tương lai thế nào nhà cô cũng xuất ra một vị đậu cả bảng quế và bảng vàng cho mà xem nói thì nói thế nhưng lúc trước cũng có người đầu giải nguyên lại bị rớt ở kỳ thi mùa xuân. nghe người xung quanh đều khen ngợi lâm chính thanh, lâm phương bắt đầu khó chịu khi nhìn lâm di. trong khi đó lâm huyền vẫn một mực kính cần theo sau hậu trưởng bối, không dám nhìn quanh dù chỉ một lần. lâm di thì vẫn thờ ơ không để ý. lâm đại thái thái nhíu mày nhìn trần lục tiểu thư, thường bề ngoài càng lù đù càng có gan làm mấy chuyện bị ổi hơn cũng chẳng rõ thanh ca rốt cuộc nghĩ cái gì mà bị trần lục tiểu thư nắm đầu xoay vòng vòng nữa. Hậu viện của lâm gia nhìn như không sắp xếp nhiều nhưng chỗ nào cũng lộ ra vẻ văn nhần nha sĩ. Giữa vườn có hẳn luôn cả một rừng trúc, trong rừng bầy biển nhiều ụ đá điêu khắc đẹp đẽ, đã có một nhóm tiểu thư vây quanh bàn đá uống trà trò chuyện. Lâm Di đưa mắt nhìn sang. Quan ra ngõ hẹp, thất tiểu thư nhà hải ngự sử đang cười đùa với một quý tiểu thư mặc váy màu hồng cánh sen thiêu kim tuyến. Quý tiểu thư kia ngẩng đầu lên. Là ngũ tiểu thư Ninh Bình Hầu. Đều có mặt ở đây cả rồi. mươi 84, Yến Quân Phương. Cả đoàn đến phòng khách chào hỏi trưởng bối của chủ nhà. Phần lớn nữ quyến trong phòng đều ít nhiều hay qua lại với lâm gia như viên gia hay tề gia thì không nói. Hôm nay còn có không ít gia đình hiển quý như tôn gia Ninh Bình Hầu lâm đại thái thái nhanh nhẹn sắp ninh bình hầu phu nhân ngồi cạnh ghế chủ vị của lâm lão phu nhân ninh bình hầu phu nhân cười nói ở đây nhiều phu nhân như vậy ta nên sang một bên ngồi thì hơn chưa kể còn mấy vị lão thái thái nữa mọi người liền nhìn về phía hai vị lão thái thái của nhà họ trần lão thái thái nhánh cả tươi cười lên tiếng trước phu nhân là các mệnh phu nhân chúng tôi sao có thể dành chỗ với phu nhân phu nhân củ ngồi đó đi xem ai dám nói ra nói vào nào. Nữ quyến trong phòng đều cười, phu nhân hải ngự sử nói, tôi thì không có dị nghị gì rồi đấy, mà cho dù có cũng chỉ dám nghĩ thầm trong bụng thôi. Ninh Bình Hầu phu nhân cố tình nghiêm mặt lại, bộ chỗ này có lót bàn trông hay sao mà ai cũng đùn đẩy cho ta vậy. Hôm nay lâm lão phu nhân mặc y phục gấm màu hoa hải đường, bằng chán cùng màu, búi tóc cài châm hoa mai vạn thỏ, trên tay là một chuỗi Phật châu bằng ngọc bích mặt mũi trông vô cùng hiền từ trước khi gả cho lâm chính thanh ở kiếp trước lâm di cũng nghe nói lão tổ tông của nhà họ lâm rất hiền và dễ gần quả nhiên lâm lão phu nhân cười nói phu nhân cứ yên tâm mà ngồi nệm ghế không mọc răng cắn đông lời trêu đùa của lâm lão phu nhân khiến ninh bình hầu phu nhân phải đưa khăn che miệng cười nữ quyền trong phòng vui vẻ khen vẫn là lâm lão phu nhân biết chấn an người khác nữ quyền lục tục kéo vào hồi lâu sau mới tỉnh là đủ số khách mời ninh bình hầu phu nhân thăm hỏi mọi người xong liền rời mắt đến chỗ trần lục tiểu thư cười nói với lão thái thái nhánh cả trần gia nghe nói bên cạnh lão thái thái có thêm một vị tiểu thư thông minh khéo léo hôm nay được gặp mới thấy không những giỏi giang mà còn xinh đẹp dịu dàng hai từ xinh đẹp dịu dàng này dùng cho lâm phương và lâm huyền thì phù hợp hơn Lâm Di bị hai người một trái một phải kẹp ở giữa làm sao có thể ló đầu lên được chứ? Đối mặt với ánh mắt của Ninh Bình Hầu phu nhân, Lâm Di như thấy được cảnh ngũ tiểu thư Ninh Bình Hầu đang hất hàm tố cáo nàng với mẫu thân nàng ta. Lão Thái Thay nhánh cả cười hiền từ. Phúc khí này là tôi mượn từ chỗ em dâu đấy. đều nhờ em dâu dạy dỗ tốt cả. Từ ngày có Lục Nha đầu ở bên giường phụng dưỡng thuốc men, mạng già này của tôi mới kéo dài thêm được một chút. Nghe lão thái thái nhánh cả nói vậy, nhị lão thái thái đồng thị không thể không lên tiếng, chị dâu nói quá rồi. Trong lúc mọi người nói chuyện, lâm lão phu nhân tươi cười đưa tay về phía lâm di, đây là lần đầu tiên ta gặp Trần Lục tiểu thư đấy. Đứa trẻ man, lại đây cho tổ mẫu nhìn một cái nào. Bà vừa dứt lời, ai không biết chuyện trước khi đến giờ cũng có thể nhìn ra chút manh mối. Lâm di cầm quạt tròn bước ra, ở trước mặt mọi người chỉnh lại trang phục rồi nhẹ nhàng với chào lâm lão phu nhân, tư thế vô cùng đoạn chính, không có sơ suất gì. Lâm lão phu nhân mỉm cười gật đầu, đứa trẻ ngoan, quả nhiên là có tiền đồ. Lão thái thái nhánh cả trần gia nở nụ cười hài lòng. Chúng nữ quyền nhìn về mặt của trưởng bởi hai nhà lâm trần rồi lại nhìn trần lục tiểu thư vẫn chăm chăm nhìn xuống đất. Xem ra mối nhân duyên giữa hai nhà lâm trần 8 trên 10 sẽ thành rồi. Chu Thập Cửu ngồi trong sân đọc sách. Trần Hán vừa lau mồ hôi vừa hót hài chạy tới. Ra, Nguyễn Bà Tử đã hỏi thăm rõ ràng rồi. Hai vị lão thái thái, các phu nhân và tiểu thư của Trần Gia đều đã sang lâm phủ, hình như là vì chuyện cưới hỏi giữa hai nhà. Chuyện cưới hỏi giữa hai nhà lâm, Trần, thảo nào trên dưới Trần Gia bận rộn ngay từ sáng sớm. Ra, có cần hỏi thăm thêm không? Ngộ nhỡ Trần Gia bất ngờ đổi ý, muốn dựa dẫm kẻ khác. Trước khi đi lão thái thái nhánh cả đã nói rõ với chàng, lúc ấy ánh mắt của Trần Lục Tiểu Thư cũng hết sức bình thản, lúc nhắc tới lâm ra môi nàng còn hơi nhếch. Có thể nở nụ cười tự tin và kiêu ngạo nhường ấy, nàng hiển nhiên đã có sự chắc chắn tuyệt đối. Chúng ta cứ chờ là được. Trần Doãn Viễn là người chính trực, sẽ không làm chuyện trong ngoài khác nhau, vậy nên những viên quan chính trực kia của Phúc Kiến mới có thể tin tưởng ông ấy. Đây chính là ưu điểm của thanh quan. Thưa lão phu nhân, đại gia, nhị gia, tử gia và ngũ gia tới bái kiến à? Có nam tử trong gia tộc họ lâm tới, các tiểu thư đều được mời ra sau vách ngăn bằng cùa. Mà mà bên cạnh lâm lão phu nhân dẫn lâm di tới ngồi ở hàng đầu, các tiểu thư lâm gia ngồi ở một bên. Sắc mặt lâm phương càng tốt hơn, thừa dịp mọi người không chú ý liếc lâm di muốn rách mắt các tiểu thư bắt đầu che miệng xì xào bàn tán chủ đề đều là mối này có thể thành hay không lâm di cầm quạt trong tay nghĩ đến kiếp trước nàng cũng nhìn ngắm lâm đại lang trong tình cảnh thế này hôm đó nàng cầm quạt che trước mặt e lệ thấp thỏm nhìn cái bóng cao lớn kia nếu những chuyện xảy ra kiếp trước đã lưu lại vết tích trong đầu lâm chính thanh vậy nàng sẽ cố hết sức hiền hẳn nhớ lại nhiều hơn một chút bên ngoài vang lên tiếng bước chân nha hoàn bà tử chậm rãi buông rèm trúc xuống. Lâm Di cầm quạt che khuất mặt mình. Tiếng Lâm Chính thanh thỉnh an truyền đến, Lâm Di bỗng tỏ ra hoảng hốt, bất cần đánh rơi khăn tay xuống đất. Nhà hoàn vội vàng chạy tới nhặt lên, Lâm Di nhận lấy, nhẹ giọng nói cảm ơn rồi cúi gằm mặt, xấu hổ không dám ngước lên nhìn. Lâm Chính thanh hành lễ xong thì đứng dậy, nhìn thoáng qua chỗ vách ngăn, thoáng thoáng có thể thấy được Trần Lục tiểu thư. Mặt quạt thiêu hình thanh hoa tịnh để, mép quạt được viền lông vũ tinh tế, bàn tay với các món trơn không sơn cầm chặt cán quạt như đang vô cùng căng thẳng, thật sự rất khác mấy lần gặp trước. Hai đóa hoa xanh nở liền cuống. Hẳn là biết được chuyện hỏi cưới nên mới có thể như thế. Nữ giới cũng chỉ có mấy tính toán vặt vãnh kia thôi, hoặc là bạo dạn sắp tới gần, không thì là chiều lạt mềm buộc chặt, chưa từng đáng khiến hắn chú tâm nghĩ nhiều thì ra hành vi khiến hắn thấy tò mò của Trần Lục Tiểu Thư cũng chỉ là một trong những mánh khóe đưa đầy kiểu đó. Như vậy mới không hẹn mà trùng với dự đoán của hắn, đúng, nên như thế này mới phải. Sau vách ngăn lụa, Lâm Di thả lỏng bàn tay đang nắm chặt. Kiếp trước Lâm Chính Thanh mấy lần đến nhà khổ sở cầu hôn, nàng liền nhận định Lâm Đại lang khá thành tâm trong chuyện này, còn cho rằng mình thật may mắn. Bây giờ nàng muốn trả hết những cảm giác này lại cho Lâm Đại Lang. Nam giới Lâm gia trở về tiền viện, các tiểu thư mới đi ra khỏi vách ngăn lùa. Lâm Đại thái thái thay một bộ váy gấm theo đuôi phượng đỏ rực, tươi cười dục, "Các tiểu thư đừng khách khí, ta đã cho người bày tiệc trong Bích Vân đình rồi, mời các tiểu thư ra đó tản bộ trước." Ở trước mặt trưởng bởi luôn phải giữ kẽ, tất nhiên làm gì có ai muốn ngồi với trưởng bồi đến tận giờ mở tiệc. Nghe được lời này, anh yến trong phòng đều vui vẻ kéo nhau ra ngoài tiểu đình được xây giữa hồ sàn cột bằng đá cầm thạch mái ngói kiểu bát giác lâm gia tuy lấy thanh nhã làm chủ nhưng cũng không quên xa hoa mục đích của học hành còn gì nữa ngoài mưu cầu quan to lộc hậu chú lâm di mới ngồi xuống xung quanh liền vang lên tiếng bản tán xôn xao hai tiểu thư tề ra thấy nàng cũng không hớn hở như thường ngày lặng lẽ ít nói hơn hẳn lão thái thái nhánh cả vừa biểu lộ ý làm thân với tổ đại thái thái ai ngờ lâm ra lại giống trống khua chiêng về chuyện định thân cũng khó trách vì sao người tề gia lại cảm thấy khó chịu tuy nói kết làm thông gia sẽ khiến hai nhà gần nhau hơn nhưng chuyện nửa chừng gãy cánh rồi hai nhà cắt đứt quan hệ cũng thường xảy ra vốn rất hợp tính với hai vị tiểu thư tề gia lâm di chủ động hỏi chuyện tề tam tiểu thư gần đây tỷ tỷ sao vậy nàng viết cho tiểu thư tề ra hai lá thư, tề tam tiểu thư chỉ hồi âm một lá. Tề tam tiểu thư tính ra vẫn là người mồm miệng hơn, liền thờ dài kể lể, con thể nào nữa. Ca ca thi hương kết quả không tốt, bị phụ thân mắng một trận xong thì nhốt mình trong phòng chuẩn bị cho kỳ thi mùa xuân. Tỉ muội bọn ta cũng bị bắt ở nhà, không được ra ngoài. Tề nhị lang đúng ra phải đậu cao hơn, nhưng có thể đứng hàng 38 cũng không tệ rồi nhà khác đều răng đèn kết hoa mở tiệc to đãi khách không ngờ tới phiên tề nhị lang lại phải ăn mắng phụ thân nói tề tam tiểu thư muốn nói gì đó thì bị tề ngũ tiểu thư kéo một cái liền im bặt có lâm ra xen vào nói thế nào cũng là thêm một tầng măn cách xem ra cũng chỉ có thể từ từ gỡ bỏ thôi lâm di thẳng thắn đổi chủ đề ta có làm hai cái hầu bao hình hồ điệp nói rồi nàng cầm lấy món đồ từ tay linh lung đưa ra là cho hai tỷ tỷ, dùng chỉ kim tuyến năm màu để may đấy. Lần trước nghe đới bà tử trong nhà chúng ta nói năm nay dùng đồ thêu bằng chỉ ngũ sắc sẽ rất may mắn. Tề ngũ tiểu thư nhìn hầu bao được may vô cùng tinh xảo thì không khỏi đỏ mặt, ái náy nhìn lâm di, thật ra ta và tỷ tỷ. Lâm di gật đầu, nghiêm túc nói, ta biết rồi, sao đi nữa thì chúng ta vẫn là tỷ muội tốt. Tề tam tiểu thư giật mình, cười nói, nhìn hai đứa đi, xến quá rồi kìa. Tề ngũ tiểu thư và Lâm Di nhìn nhau cười, nói thêm mấy câu, tề tam tiểu thư vẫn không nhịn được. Phụ thân ta nói, sự nghiệp tiến đồ của ca ca vẫn chưa ổn định, không cho phép nhắc tới chuyện vặt vãnh khiến huynh ấy phân tâm. Chuyện vặt vãnh trong câu này hẳn là chuyện cưới hỏi. Đối với con cháu nhà thư hương mà nói, khoa cử quan trọng hơn hết thảy, nghĩ như vậy cũng không có gì đáng trách bên này lâm di trò chuyện với hai vị tiểu thư tề gia bên kia điền thị dẫn lâm phương lâm uyển làm quen với rất nhiều nữ quyền tới làm khách thấy ngũ tiểu thư ninh bình hầu mặc một bộ váy xanh ngọc trồng vô cùng xinh đẹp lâm phương cười khen ngợi ngũ tiểu thư mặc cái gì cũng đẹp ngũ tiểu thư ninh bình hầu thích nghe người khác tán thưởng khuôn mặt đẹp của mình nhất mỗi lần nàng ta mặc quần áo mới thì tiểu thư quý tộc trong kinh đều muốn bắt chước Lâm Phương khen váy mới của nàng ta ở ngay trước mặt mọi người, đương nhiên liền được lòng nàng ta. Cộng với tình nghĩa lúc trước, nên chỉ nói thêm hai ba câu, ngũ tiểu thư Ninh Bình Hầu đã nắm tay Lâm Phương cùng ra vườn ngắm hoa, Lâm Nguyền tất nhiên cũng đi theo. Ngũ tiểu thư Ninh Bình Hầu bỗng nhiên nhớ tới, nghe nói Lâm gia vừa ý lục tiểu thư nhà các ngươi, là thật sao? Lâm Phương lập tức huệ hoài, là thật. Lâm Đại Lang hiện giờ nắm giữ giải nguyên, tương lai chắc chắn sẽ đầu tiến sĩ có thể có vị hôn phu như vậy lục muội muội đúng là được phúc lớn nói tới đây lâm phương cố ý liếc nhìn ngũ tiểu thư ninh bình hầu quả nhiên nàng ta liền trao mày đã qua lại khá lâu lâm phương khá hiểu tính nết của ngũ tiểu thư ninh bình hầu lâm đại lang tướng mạo đường hoàng nghe nói trong kinh không công tử nhà nào có thể bì kịp trưởng bối lâm gia khen lục muội muội của ta dịu dàng hiền thục không hổ là tiểu thư khuê các xứng với con cháu dòng dõi thư hương ngũ tiểu thư ninh bình hầu dựng thẳng lông mày cười khẩy con nhỏ đó dịu dàng hiền thục trần lục tiểu thư mà dịu dàng hiền thục giọng nói chát chúa của con nhỏ đó lúc ở chùa thanh hoa lần trước giờ vẫn còn quanh quần bên tai nàng ta đây này một đứa lớn lên ở nông thôn không hiểu tí ti lễ nghi gì mà lại được một mối khiến người ta hâm mộ như thế có muốn hỏi cưới thì cũng nên hỏi cưới tỉ muội các ngươi chứ làm gì tới lượt con nhỏ đó. Ngũ tiểu thư ninh bình hầu bày vẻ mặt bất mãn tiếc nuối nhìn Lâm Phương. Lâm Phương cười hiền, ngũ tiểu thư biết rồi đấy, ta từ trước giờ vốn ăn nói vụng về, không được trưởng bối thích, làm sao tranh được với lục muội muội mở miệng liền thành thơ. Ta làm việc cũng không hào sảng trang nhã như lục muội muội, người ta chọn lục muội muội là đương nhiên chưa kể ngũ quan của lục muội muội trông thanh thoát xinh xắn hơn ta nhiều. Ngũ tiểu thư ninh bình hầu vốn ghét nhất phần cằm hơi tròn của mình, cho nên khen đường nét thanh thoát của lâm di là đụng tới vảy ngược của nàng ta ngay. Từ muội muội lâm uyển cẩn thận đưa mắt nhìn quanh, muội đừng nói lung tung, lục muội muội thật sự rất tốt. Nhìn dáng vẻ khốm núng của lâm uyển lửa giận trong lòng ngũ tiểu thư ninh bình hầu càng bừng lên hôm đó cũng vì trịnh thất tiểu thư bênh vực trần lục tiểu thư như thế này, nàng ta mới bị xấu mặt trước chúng tiểu thư. Quan trọng nhất chính là, nếu trần lục tiểu thư dịu dàng hiền thục, vậy nàng ta sẽ thành ngang tàng hống hách, bị chiếm hết danh tiếng, thêm một thời gian nữa chẳng phải sẽ thành trò cười cho người khác sao. Tuyệt đối không thể để cho Trần Lục Tiểu Thư được như ý nguyện. Các người cứ vậy ngồi chờ kẻ khác ức hiếp mình à. Ngũ Tiểu Thư Ninh Bình Hầu chọn to đôi mắt hạnh thật uống cho các ngươi là tiểu thư lớn lên trong kinh. Lâm Phương gục đầu xuống, chúng ta lớn lên trong kinh nên chắc chắn không có kiến thức rộng rãi bằng mấy tiểu thư trưởng thành bên ngoài như muội mụ ấy. Muội muội của ta được Lâm gia chủ động tới cầu hôn, trưởng bối trong nhà ta cũng giật nảy mình. Ngũ tiểu thư Ninh Bình Hầu dường như nghe ra được gì đấy, chẳng lẽ? Là, Lâm Uyển sợ đến tái mặt, Ngũ tiểu thư Ninh Bình Hầu đừng nên nghĩ lung tung, tiểu thư nhà chúng ta đều biết giữ khuôn phép, tuyệt đối sẽ không làm mấy chuyện. Ngũ tiểu thư đừng nói nữa, coi như là ta cầu xin cô. Nói tới đây Lâm Huyền quay sang nhìn Lâm Phương, từ muội muội, muội còn đứng ngây ra đó được sao? Hoảng cái gì chứ, ngũ tiểu thư Ninh Bình Hầu cười nói, các ngươi cũng đều phải tỉ muội ruột thịt, ngươi sợ cái gì? Ta nghe nói tổ mẫu ruột của lục tiểu thư cũng chẳng có danh phận rõ ràng gì cho cam. Lâm Uyển sững người, không biết nên nói gì mới phải. Ngũ tiểu thư Ninh Bình hờ vuốt phẳng lại tay áo rồi hào hứng bảo, đi thôi, đi gặp vị lục muội muội đang đắc ý của các ngươi nào. Nói không chừng hôm nay chúng ta sẽ được xem trò hay đấy. Lâm Di đang cười đùa với hai tiểu thư tề ra thì trên bên cạnh truyền tới một giọng nói cố ý kéo dài, ối cha. Từ xa đã thắc mắc là ai mà hút mắt nhìn như vậy, đến gần mới biết, thì ra là Trần Lục Tiểu Thư. Lâm Di trải một búi tóc xoắn ốc đơn phối với trang sức hình cúc vạn thỏ, thoáng nhìn thì không thấy được, nhưng nhìn kỹ mới thấy các cánh hoa cúc sẽ khẽ lay động theo từng động tác của Lâm Di. Quả nhiên là ăn mặc tỉ mỉ. Ngũ Tiểu Thư Ninh Bình Hầu, Lâm Phương, Lâm Huyền ngồi xuống cùng bàn với Lâm Di. Nhà hoàn của Lâm Gia rất lanh lợi, vội vàng mang hai đĩa hoa quả lên. Ngũ tiểu thư ninh bình hầu hơi nhếch môi, thông thả nói, lục tiểu thư mới vào kinh không lâu mà đã tìm được một mối tốt rồi. nghe nói lâm đại lang tài mạo song toàn, lục tiểu thư kể cho chúng ta nghe một chút với. hai người làm sao quen biết nhau thế? không chừng là tiểu thư khuê các tặng khoan tay tự định duyên đẩy nhi. lâm di kinh ngạc nhìn ngũ tiểu thư ninh bình hầu và lâm phương. ngũ tiểu thư ninh bình hầu nghe từ tỷ tỷ của tôi nói thế sao? tôi chưa được gặp lâm đại cang lần nào hết. Ngược lại, tứ tỷ tỷ ra ngoài dự tiệc đã gặp qua mấy lần rồi. Tứ tỷ tỷ còn từng gặp Khang Quận Vương nữa. Nghe nhắc tới Khang Quận Vương, mặt lâm phương lập tức biến sắc. Ngũ tiểu thư Ninh Bình Hầu cũng thoáng giật mình. Ngũ tiểu thư Ninh Bình Hầu không ngại thì cứ hỏi tứ tỷ tỷ tôi. Hai ngày nữa chu phu nhân mời tứ tỷ tỷ tôi qua đó chơi đấy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. mươi 85, vào cuộc lâm di lại tỏ ra ngạc nhiên nhìn ngũ tiểu thư ninh bình hầu nhớ tới dáng vẻ lâm phương tươi cười ở trước mặt nàng mấy ngày trước bắt trước lại không sai chút nào chu phu nhất không mời ngũ tiểu thư sao sắc mặt của ngũ tiểu thư ninh bình hầu từ kinh ngạc truyền thành phẫn nộ lâm phương bên cạnh giật mình nhanh chóng lấy lại tinh thần quay sang ngũ tiểu thư ninh bình hầu định giải thích nhưng vừa đưa tay tới thì bị ngũ tiểu thư ninh bình hầu hất ra Lâm Phương lúng túng nhìn trái phải mấy lần rồi hạ giọng nói, ta còn chưa kịp nói cho tỷ tỷ biết. Không muốn gây to chuyện, Lâm gì cũng vội vàng đổi giọng, ngũ tiểu thư ninh bình hầu đừng tức giận. Vài ngày trước khang quận vương tung tích không rõ, từ tỷ tỷ tôi sang an ủi chi phi nhân cho nên mới. Nàng không nói hết câu, còn lại để ngũ tiểu thư ninh bình hầu tự mình hỏi Lâm Phương đi vậy. Lâm gì đảo mắt nhìn Lâm Phương, dám châm mòi thổi gió với ngũ tiểu thư ninh bình hầu để hại nàng, chẳng lẽ cho rằng nàng sẽ ngồi im chịu đựng không phản kháng à? Lâm Phương không phải chưa kịp nói mà từ đầu đã chẳng có ý định nói cho nàng ta biết. Ngũ tiểu thư cười khẩy, nàng ta còn đang lấy làm lại chuyện Lâm ra muốn hỏi cưới Trần Lục tiểu thư mà sao Lâm Phương không hề thấy khổ sở, thì ra Lâm Phương đã sớm trèo lên cành cao, tự nhận mình gả chỗ tốt hơn Trần Lục tiểu thư nên còn so đo làm gì lâm gì không muốn ngồi một bên xem kịch nên kéo tay hai vị tiểu thư tề ra chúng ta qua bên kia xem ném cầu hoa đi tề tam tiểu thư lập tức đồng ý ừ ta và muội muội cũng đã lâu không chơi trò này tề ngũ tiểu thư nhấp một hộp trà rồi đứng dậy đi với lâm di và Ti pi tam tiểu thư thấy lâm di và hai vị tiểu thư tề ra cùng nhau cười nói bỏ đi hai mắt lâm phương trợn chừng như muốn rót ra ngoài lâm di không mời lâm huyền theo cùng Lâm Uyển đành phải ngồi yên một bên, nhìn ngũ tiểu thư ninh bình hầu phát tác lửa giận lên đầu Lâm Phương, từ muội muội suy tính khéo thật, ta ở bên cạnh mà cũng không nhìn ra được. Lâm Phương cười hưởng, ngũ tỷ tỷ thả tin lục muội muội chứ không chịu tin ta. Khó khăn lắm chúng ta mới có thể thân thiết lại, ngược kép. Ngũ tiểu thư ninh bình hầu vẫn tỏ ra lạnh tanh, Lâm Phương và lau khóe mắt. Biết nói thế nào đây, Lâm Phương muốn khóc nhưng lại không dám khóc, sợ bị nữ quyến bên cạnh nhìn thấy về sau ở trước mặt người khác sẽ không ngẩng đầu lên được nhưng nếu để ngũ tiểu thư ninh bình hầu nhận định rằng nàng ta tơ tưởng khang quận vương ngũ tiểu thư ninh bình hầu tuyệt đối sẽ không tha cho nàng ta lâm uyển lên tiếng giải vậy, ngũ tiểu thư cô trách oan tứ muội muội ta rồi ngũ tiểu thư ninh bình hầu tiếc xéo lâm uyển các ngươi là tỉ muội ta biết tin ai giờ dứt lời nàng ta lại đảo đương nhiên Lâm Di nói không hề sai. Lâm Uyển đưa tay lấy chén trà trên bàn, không dám trả lời. Ngũ tiểu thư Ninh Bình Hầu cũng đã nhìn ra đầu mối. Lâm Phương bỗng nghĩ ra một cơ cực hay, Chu phu nhân muốn nghe mẹ ta giảng kinh Phật, ta chi tháp tùng mẹ như bình thường. Lần trước nhìn thấy Khang quận vương là ở Trịnh gia, nói tới đây nàng ta kéo tay Lâm Uyển, Tam tỷ tỷ cũng có ở đó, chúng ta chỉ nhìn thoáng qua đã phải cúi đầu hành lễ, về sau mới biết được là Khang quận vương. Lâm Uyển nhẹ nhàng gật đầu, đúng. Là như thế, chấn tam tiểu thư quả thật thà, đương nhiên không biết nói dối, nếu không phải vì muốn giúp trần từ tiểu thư thì cũng sẽ không miễn cưỡng đáp hùa theo. Ngũ tiểu thư ninh bình hầu thầm cười khẩy. Không gian vang lên tiếng cười đùa của các tiểu thư chơi ném cầu hoa và tiếng trống cổ vũ. Tình cảnh này không phải là nơi thích hợp để tranh cãi. Lâm Phương thấp giọng cầu khẩn, lôi tất cả vốn liếng nịnh nọt ra mới tạm xoa dịu được ngũ tiểu thư Ninh Bình Hầu. Hai người tránh sang một bên hơi xa đám đông, ngũ tiểu thư Ninh Bình Hầu hỏi, nói ta nghe chốt coi, tướng mạo của khang quận vương trông thế nào. Cuối cùng nàng ta vẫn không thẳng nổi sự tò mò của mình. Muốn nói thật là chẳng phải ngũ tiểu thư chính vì nghe nói khang quận vương vô cùng anh Tuấn mới muốn nhìn sao, Lâm Phương từ tốn đáp, so với lời đồn bên ngoài thì. Nói đến đây nàng ta như bỗng bị ma xuôi quỷ khiển, đổi thành, tỷ tỷ hẳn đã thấy Lâm Đại lang ngày ấy so với Lâm Đại lang Ngũ tiểu thư Ninh Bình Hầu mới nghe được nửa câu đã hỏi dồn thế nào? Lâm Phương ấp úng không thua kém bao nhiêu, không thua kém Lâm Đại lang bao nhiêu, hùm nói vậy lục muội muội của người coi như đã nhặt được bảo vật rồi. Dứt lời nàng ta lại không quên mỉa mai Lâm Phương, ngươi cẩn thận chút đi, đừng thăm mồi lớn mà mất đi món ăn trước mặt, cuối cùng làm quỷ chết đói. Nói xong nàng ta vung vẩy khăn ở trước mặt Lâm Phương. Bình thường nghe ngũ tiểu thư ninh bình hầu cạnh khỏe kẻ khác, Lâm Phương luôn cảm thấy khoan khoái, giờ mình lại thành đối tượng bị tấn công, nàng ta không khỏi thấy khó chịu đều tại nha đầu lâm di chết tiệt kia hại cả vừa rồi ta cũng không nhìn rõ muội phu tương lai của ngươi nhưng theo ta thấy thì lục muội muội của người đã chết mê người ta rồi không phải người kia không tốt chỉ là mỗi lần nhớ tới nàng ta liền lạnh sống lưng ánh mắt thâm trầm đáng sợ xong lại có một khuôn mặt đẹp đẽ nói năng lạnh nhạt nhưng lúc hù dọa người khác giọng điệu lại hệt như trẻ con khiến nụ cười nhạt nơi khóe môi nhất thời như gió xuân ấm áp có khi nào lục muội muội ngươi tự mình gặp gỡ lâm đại lang không ngũ tiểu thư ninh bình hầu đột nhiên hỏi vấn đề này lâm phương nhanh chóng suy nghĩ nói không chừng là vậy nhìn dáng vẻ thẹn thùng sau vách ngăn lụa của lâm di nàng ta cũng cảm thấy lục muội muội và lâm đại lang không xa lạ như ngoài mặt bọn họ đã gặp nhau trước cũng chưa biết chừng ngũ tiểu thư ninh bình hầu gọi nha hoàn bên người tới người đi theo dõi cho kỹ có tin tức gì liền quay lại nói cho ta biết Lâm Di kéo hai tiểu thư tề ra ra vườn rảo, nhà hoàn Lâm Gia nhiệt tình đi trước dẫn đường, dường như định dẫn bọn họ tham quan trên dưới Lâm Gia hết một lần vậy. Nửa đường tiểu nha hoàn chỉ vào một khu rừng đào nhỏ, đây là nơi thanh tịnh nhất trong phủ, đình và khúc thủy lưu thương, bên trong là do lão thái gia nhà chúng tôi xây đấy. Khúc thủy lưu thương, cách tạo cảnh bằng dòng suối nhỏ uốn lượn để nhân sĩ ngồi ở hai bên dòng suối trò chuyện hay làm thơ giữa dòng suối đôi khi sẽ được thả đồ nhắm và bình rượu. Khúc thủy lưu hương, chỗ như vậy thường là nơi nam từ tụ tập làm thơ vui đùa. Các tiểu thư có muốn vào xem không? Lâm Di cười từ chối, thôi được rồi. Dường như nhìn ra được sự lo ngại của các tiểu thư, nha hoàn kia ngọt ngào chân an, chư vị tiểu thư đừng sợ, các thiếu gia trong phủ đều ở tiền viện, không được vào hậu trạch, nên sẽ không có ai quấy rầy các cô đâu nơi quá yên tĩnh chưa chắc đã tốt thôi được rồi lâm di kéo tề tam tiểu thư và tề ngũ tiểu thư ta nghe bên kia có tiếng trống xem ra là chỗ mọi người chơi ném cầu hoa chúng ta cũng qua đó góp vui đi tề tam tiểu thư tán thành đúng rồi ta có thủ sẵn vật cược đây này vừa nói cô nàng vừa vén tay áo để lộ vòng tay chúng ta đánh cờ đi nhà hoàn cũng không khuyên nhủ nữa lại dẫn đường đưa mấy người lâm di về chỗ cũ thấy sắp trở về tới đỉnh, nha hoàn tươi cười ngồi xổm xuống phủi bụi đất trên giày cho Lâm Di, "Lục tiểu thư, nô tỳ tên là Lam Điệp, nô tỳ sẽ ở một bên chờ, cô có chuyện gì cần làm, cứ bảo với nô tỳ, nô tỳ nhất định sẽ hoàn thành thỏa đáng." Lâm Chính Thanh dùng nhũ danh và ngày sinh tháng đẻ của nàng để áp chế nàng, nếu nàng ngoan ngoãn chấp nhận lời cầu hôn, có phải Lâm Chính Thanh sẽ không nhắc tới chuyện cũ nữa? dẫu cho hôn sự này thuận lợi định thành thì nàng vẫn muốn gặp hẳn một lần hỏi cho rõ ràng thỏa đáng đã muốn gặp thì phải tạo cơ hội thôi lâm di nhìn linh lung bên cạnh mình em đi tìm nha hoàn lam điệp vừa rồi nói một tiếng lát nữa ta muốn đi xem khúc thủy lưu thương trong vườn đào linh lung dạ rồi đi ngay lâm di quay sang hỏi quất hồng lục bà tử đâu quất hồng nở nụ cười mỉa mai đã bám theo bà tử lâm ra nói chuyện rồi nô tỳ thấy thị còn nhận rất nhiều đồ của người ta nữa. Vòng tay hay châm cài đều nhét hết vào ngực, gặp ai cũng bị bộ cái gì thị là người chăm nom tiểu thư trưởng thành, là người thân cận nhất bên cạnh tiểu thư, nói mà không biết ngượng miệng luôn. Từ khi bỗng nhớ tới, lục tiểu thư của Trần Gia, lục bà tử liền quanh co lòng vòng tìm tiểu tiêu thị cho bằng được. Luôn miệng nhắc tới vị tỷ tỷ đã mất của tiểu tiêu thị. Sau khi hai người cùng khóc một trận, cổng lớn của trần gia rộng mở với lục bà Tử. chuyện này không hề khác với diễn biến ở kiếp trước của lâm di chỉ có điều tới sớm hơn một chút sau khi tới bên cạnh nàng lục bà tử thường xuyên nhắc tới mẹ đẻ của nàng cư hệ chốt là lại đau lòng sụt xịt nàng vì vậy mà cũng kính trọng thị để thị vào nhà hầu hạ ngay cả linh lung và quất hồng cũng phải thường xuyên lắng nghe thị cam giam về sau lục bà tử dần càng phách lối không nể mặt ai cả. Lâm Di gật nhẹ tỏ vẻ đã biết, đừng để thị làm gì quá giới hạn. Trong vườn nhiều nữ quyền, bị máu tham vặt lấn lướt sẽ khiến Trần Gia mất mặt. Lâm Di cùng chúng tiểu thư chơi đổi thơ, không khéo là qua mấy lượt tiếng trống đều xếp nàng đối đầu với tiểu thư của nhà thôi ngự sư. Ngũ tiểu thư ninh bình hở buông rùi trống xuống, ôi chao, sao lại khéo như vậy? Nhưng thôi nhị tiểu thư của chúng ta cũng là một tài nữ, nhất định có thể đổi được. Phải đổi thơ liên tục mấy lượt, thôi nhị tiểu thư có hơi uất ức, hứng thú giảm hơn hẳn lúc bình thường nên về đổi hơi chúc chắc. Ngũ tiểu thư ninh bình hầu nắm tay nàng ta cười nói, gặp phải đại tài nữ thì tiểu tài nữ cũng bị lu mờ thôi. Thôi nhị tiểu thư tức tối liếc lâm di. Hải thất tiểu thư cười khẩy, đó là vì tỷ tỷ thôi ra hôm nay không khỏe lắm nên mới vậy lúc trước lâm di và hải thất tiểu thư tranh cãi thôi nhị tiểu thư đứng về phía hải thất tiểu thư thêm chuyện hôm nay xem ra thôi nhị tiểu thư giống như ghét lâm di nên mới bênh vực hải thất tiểu thư trước khi được gả cho lâm chính thanh ở kiếp trước lâm di cũng nghe không ít lời đồn lâm chính thanh được các tiểu thư xem là lang quân như ý đừng nói vị thôi nhị tiểu này cũng là một trong số đó đây ai bảo dạo này trong kinh toàn là thiếu gia ăn chơi cho nên một sách như lâm chính thanh liền trở nên vô cùng đắt giá bàn tiệc được bày ra nữ quyền lần lượt ngồi vào chỗ sau khi dùng tiệc xong các tiểu thư ngồi tụ tập cười trêu vị tiểu thư nào bêu xấu trên bàn tiệc thôi nhị tiểu thư cùng nha hoàn nói mấy câu thì bỏ ra ngoài không tham gia chuyện phiếm của chúng tiểu thư nữa một lát sau lâm di đánh mắt về phía linh lung linh lung liên tiến lên hầu hạ lâm di đi thay quần áo ngũ tiểu thư ninh bình hầu và lâm phương liếc nhìn nhau trong mắt khó nén khỏi ý cười nhà hoàn đi sau lưng lâm di mặc y phục xanh đậm vô cùng dễ thấy ngũ tiểu thư ninh bình hầu lôi kéo lâm phương âm thầm đi theo tránh tránh né né suốt đoạn đường rốt cuộc cũng tới được khúc thủy lưu thương trong rừng đào ngũ tiểu thư ninh bình hầu và lâm phương trốn sau một khóm mẫu đơn lớn đợi đến khi tiếng bước chân phía trước càng ngày càng xa Lâm Phương đã không áp chế nổi trái tim đập thình thịch trong ngực, bất giác nhớ tới chuyện nàng ta từng lén lút gặp riêng Lâm Đại Lang. Lục Nha đầu gặp riêng Lâm Đại Lang bị ngũ tiểu thư bắt gặp, ngũ tiểu thư Ninh Bình Hầu chắc chắn sẽ lưu loa khắp nơi, thanh danh Lục Nha đầu bị hỏng thì không nói, nhưng Lâm Đại Lang cũng sẽ khó tránh khỏi bị liên lụy. Lâm Đại Lang dọa nạt nàng ta lần đó, nàng ta đã nghĩ bao nhiêu lần là nếu có thể trả đũa thì sướng biết bao. Nhưng khi mong muốn sắp thành sự thật, nàng ta lại sợ việc Lâm Đại lang bởi chuyện xấu của nàng ta lần trước cho mọi người biết. Dẫu không có bằng chứng thì nàng cũng không dám ra mặt đối chất với Lâm Đại lang sợ từ đôi mắt đen nhánh kia sẽ có một con sâu trùng gì đó bất ngờ xông ra nhe răng cắn xé nàng ta. Lâm Phương còn do dự nhưng mũ tiểu thư Ninh Bình Hầu đã không chờ được nữa, đưa tay lôi Lâm Phương đi tới khúc thủy lưu thương. Hai người mới đi tới gần, bên trong bỗng vọng ra giọng nữ nũng nịu, loáng thoáng mấy chữ, đại lang, huynh có biết. Ngột kép, ngũ tiểu thư ninh bình hầu lập tức sáng mắt lên, bất chấp tất cả liền xông vào, lâm phương thì lùi về phía sau một bước, một tiến một lùi, lâm phương mất đà nên ngã sóng xoài. Ngũ tiểu thư ninh bình hầu nhìn lâm phương ngã sấp trên đất, khi nãy rằng co hình như nàng ta nghe thấy bên trong nhắc tới khang quận vương, nhưng không nghe được hoàn chỉnh nguyên câu. Khang quận vương thế nào? Ngũ tiểu thư ninh bình hầu nhưỡng cao mày nhìn lâm phương ủy oải khuỵu trên mặt đất. Bên trong bỗng vọng là một tiếng ôi, kéo dài. Theo sau đó là một giọng nói kinh ngạc, chuyện gì thế này, đại gia, sao cậu lại ở đây? Lâm Phương vừa mới đứng lên liền bị ngũ tiểu thư Ninh Bình Hầu lôi chạy vào khúc thủy lưu thương, quả nhiên nhìn thấy Lâm Chính Thanh mặc y phục tuyền xanh trâu mày đứng chắp tay. Cô gái đang cầm khăn che miệng bên cạnh Lâm Chính Thanh không phải là Trần Lục Tiểu Thư mà là Thôi Nhị Tiểu Thu. Ở gần đó là Lâm Nhị Thái Thái Nhân có nhiệm vụ tiếp đãi khách khứa và lão thái thái nhánh cả của Trần Gia. Người vừa hỏi tại sao Lâm Chính Thanh lại ở đây đương nhiên là Lâm Nhị Thái Thái. Tình cảnh này hoàn toàn vượt khỏi dự kiến của ngũ Tiểu Thư Ninh Bình Hầu, Lâm Phương càng không ngờ lại gặp chúng lão thái thái nhánh cả ở đây nàng ta còn chưa kịp lên tiếng thì ánh mắt âm trầm của lão thái thái nhánh cả đã quét tới. Ngũ tiểu thư ninh bình hầu nhìn quanh một vòng, khúc thủy lưu thương tụ tập nhiều người như vậy, thế mà lại không có trần lục tiểu thư. Trần lục tiểu thư đi đâu rồi? Thôi nhị tiểu thư luống cuống đứng ở đó, trên khuôn mặt trang điểm xinh đẹp đều là vẻ sợ hãi, xấu hổ xen lẫn tức giận, cổ lắc đầu một cái để bình tĩnh lại, nhưng vẫn không biết nên làm gì cho phải. Lâm nhị thái thái đang định mở lời thì lão thái thái nhánh cả trần gia đã nói, từ nha đầu, dìu ta trở về nghỉ ngơi. Hiển nhiên là không muốn dính dáng tới chuyện này. Lâm nhị thái thái thoáng dùng mình, lập tức nghĩ tới chuyện cưới hỏi giữa hai nhà Lâm Trần, xem ra đi tong rồi. Lâm chính thanh cố nén giận nhìn lão thái thái nhánh cả trần gia, nhìn thôi nhị tiểu thư bắt đầu khóc lóc. Nhìn ngũ tiểu thư ninh bình hầu vẫn còn vẻ khó hiểu rồi trần từ tiểu thư chưa hết kinh ngạc, nghĩ tới lời báo của Lam Điệp, trước mặt hắn lại hiện lên hình ảnh Trần Lục Tiểu Thư siết chặt cán quạt. Hắn cho rằng Trần Lục Tiểu Thư lãnh đạm với hắn là muốn dùng chiêu tạt mềm buộc chặt, không ngờ hôm nay Trần Lục Tiểu Thư đã tính toán cẩn thận, chỉ chờ hắn tọt bẫy thôi. Trưởng bối Trần gia tận mắt nhìn thấy hắn và thôi nhị Tiểu Thư gặp gỡ riêng, nhất định sẽ không đồng ý lời cầu thân của Lâm gia. Với hắn Nữ giới dù thông minh đến đâu thì cũng chỉ là một con chuột nhỏ không đáng bận tâm. Hắn tự cho là nắm bắt được con chuột nhỏ kia, không ngờ nó tại tỉnh danh tìm đường chạy mất. Đây là lần đầu tiên hắn chân chính nếm phải cảm giác bị nữ nhân hãm hại. Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.